Xin chào toàn thể các cô chú anh chị, các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ nhà em là ở số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chúc các bác có một ngày mới làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Hàng hôm nay nhà em cập bến cũng khá là nhiều. Thì sau đây thì em xin điểm qua và báo giá những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhà em có nhá. Địa chỉ nhà em thì các bác có thể tìm đến là kho lương thực Gia Lộc ạ. Kho lương thực Gia Lộc thì nhà em cách đấy tầm khoảng vài trăm mét thôi, rất là dễ tìm vì nhà ngoài mặt đường nhá. Đây ạ, sau đây thì em điểm qua những báo giá những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay ạ. Trước tiên em xin giới thiệu các bác đó chính là mặt hàng đai châu rừng ạ. Đai châu rừng, màu hoa chủ yếu là màu trắng tím này. Đấy. Có một số cây thì đã đơm hoa rồi. Hàng đây là loại đai châu giống nhá. Đai châu giống thì dao động từ 15 đến 20 cây. Từ 15 đến 20 cây. Vì mùa này thì cây ở rừng cũng khá là ít mưa lên cây, nhiều khi về thì cái lá của nó hơi mất nước một chút, nó hơi nhăn nheo như vậy này. Nhưng các bác yên tâm là đai châu là thuộc dòng là rất là khỏe rồi, rất là khỏe khoắn. Các bác mới tập chơi thì chơi loại này cũng rất là thích ạ. Mà mặt hàng này thì các bác có thể treo về xử lý qua thuốc. Khi các bác nhận hàng về, treo xử lý qua thuốc rồi mình treo đến vài tuần, đến hàng tháng, treo lên vẫn rất là ok ạ. Mà khi các bác treo lên thì những cái lá này nó bắt đầu nó hồi phục lại, nó căng mọng lại thì lại như rất là bình thường nha các bác nhé. Loại đai châu giống này thì em xin bán với giá là 450.000 một cân. 450.000 một cân đai châu. Đai châu giống ạ. Thực ra bây giờ cũng cận kề Tết rồi nên là đầu năm thì rất là khan hiếm hàng. Các bác bây giờ mà không chưa có thời gian thì các bác mua về các bác cứ treo lên thôi. Treo lên thôi rồi ra sân mình ghép cũng được. Tại vì bây giờ cũng đang là mùa ghép lan rồi các bác nhé. Còn đây là loại đai châu đại ạ và đai châu trung. Đai châu đại thì dao động từ 1 đến 3 cây thì bán là 600.000. Còn cái loại mà từ 4 đến 7, 8 cây thì em bán với giá là 550.000 một cân nhá. Đấy. Mùa này thì có những cây rất là đẹp, cũng cây thì nó hơi mất nước một chút. Nhưng mà càng mất nước thì các bác cũng khá là được dôi cân vì số lượng cây nó sẽ rất là nhiều lên này. Đấy. Đây là đai châu rừng này, em giới thiệu qua cái mặt hàng đai châu rừng nhà em nhá. Mặt hàng tiếp theo đó chính là trầm tím ạ, trầm rừng Lào nha các bác nhá. Trầm rừng Lào, lô đợt này cận thân cây khá là dài và mập này. Hàng bây giờ hiện tại vẫn đang đóng hàng cho khách nên nó hơi lộn xộn một chút, các bác thông cảm nhé. Từng khóm như vậy các bác về rất là dễ ghép. Trầm rừng Lào, giá thành của nó sẽ cao hơn cái trầm Myanmar nhé. Các bác, những bác nào chơi lâu năm thì các bác biết rồi. Đây là những cái lá còn sót lại này. Đang xuống lá này, trầm đang xuống lá. Trầm rừng Lào 160.000 một nạng, tương ứng với 1.600.000 một cân nha các bác nhé. Hàng đẹp mê luôn. Một nạ. Mặt hàng tiếp theo nhà em cập bến đó chính là dáng hương tam bảo sắc này. Hôm nay về cái lô này cực kỳ ưng ý. Nói chung là hàng tuyển chọn nó khác, nhìn nó cũng khác hơn những cái hàng xô. Đây ạ. Hàng toàn cây to nhá, rất là nhiều cặp lá là một này, thứ hai là cây lá xếp này. Đấy, các bác về trồng thì thích được luôn. Dáng hương tam bảo sắc. Nói thật là lô này em nhập cũng khá là cao hơn một chút rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Hàng không thể chê một chút nào luôn. Phiên hôm nay em bán là 250.000 một cân ạ. 250.000 một cân. Cắt tỉa dễ dỡ gọn gàng rồi nhá. Cái loại này là thuộc dòng dễ gió nên là cũng rất là dễ phát triển này. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Mà những cây mà nhiều cặp lá này nó cũng phát triển ở rừng rất là lâu năm rồi. Rất là nhiều cặp lá này. 250.000 một cân, dáng hương tam bảo sắc. Hôm nay về một số lượng lớn phi điệp vàng, phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Mà lô này về rất là ưng ý các bác ạ. Xanh mướt luôn nha các bác nhé. Phi điệp vàng. Mùa này thì đang phát triển. Đây, những cái thân đang phát triển. Đăng lên rất là mạnh mẽ luôn. Mùa này cũng đang là mùa ghép cây nhé các bác nhé. Nên rất là thích hợp cho các bác vào vườn này. Đây ạ,
Hôm nay về một số lượng rất là lớn nhá. Thì bác nào lấy từ 1 cân thì em để giá là 150.000 một cân này. Nếu lấy từ 3 cân trở lên để giá 130.000 một cân. Đấy. Hàng rất là thích cho các bác sưu tầm này. Có những cây nó dài như vậy. Những cái cây hàng ngắn này bác nào thích trông thích cực luôn. Đây những cái thân tơ của nó cũng đang xuống lá này. Nói chung là hàng rừng thì có cả thân tơ và thân già nhé các bác nhé. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn, hàng mới cập bến này. Hôm nay lại về một ít vẩy rắn này. Vẩy rắn hôm vừa rồi các bác đặt hàng cũng khá là nhiều. Vẩy rắn 150.000 một cân. Từng mảng như vậy các bác về ghép cũng khá là dễ dàng. Rất là đẹp nhé, hàng mới về này, rất là xanh tươi. Đây có một cái mảng lớn này, bác nào thích sưu tầm những cái mảng lớn thì cũng báo em nhé. Đây là những cái mảng lớn của nó này. Đấy. Còn tiếp theo đây là hoàng thảo nghệ tâm ạ. Đây em đã lọc ra tất cả những đất với cả vụn. Rồi, em bán là 100.000 một bó. Một bó các bác phải được 1 đến 2 giò. 2 giò nhỏ và 1 giò to đùng này. Đấy. 100.000 một bó nhá, 100.000 một bó hoàng thảo nghệ tâm. Loại này cũng ít thôi, ít khi có đâu. Nên các bác về sưu tầm. Cái loại hoa này được cái là nó rất là sai hoa. Hoa màu tím. Hoa màu tím họng hơi vàng một chút. 100.000 một bó hoàng thảo nghệ tâm này. Rất là đẹp. Hàng xanh mướt vừa về nhé các bác nhé. Còn đây là kiều tím miền Trung ạ. Kiều tím miền Trung hàng thân dài nhé. 280.000 một cân. 280.000 một cân ạ. Thôi phiên hôm nay em để 260.000 một cân đi. 260.000 một cân. Hàng thân dài này. Đấy, cho bác nào thích sưu tầm hàng thân dài nhé. 260.000 một cân. Đấy, có những cây dài chắc phải đến hơn mét. 260.000 một cân kiều tím miền Trung nhé. Em có hai cái rể kiều tím miền Trung nhá. Đây, rể số 1 này. Rể này 500.000 này. Rể 500.000 nhé. Còn đây là rể thứ 2 350.000. 350.000. Đây ạ, hôm nay em về Ít Sơn Thủy Tiên này, 200.000 một cân. Toàn hàng dề từng khóm như vậy các bác về rất là dễ ghép luôn. Đấy. Hàng khóm mà rất là nhiều thân tơ này. 200.000 một cân nhá. Có cả một cái bụi to đùng như vậy này. Tiếp theo đây là ngọc thạch ba màu ạ, ngọc thạch ba màu 150.000 một cân. Đấy. Từng khóm như vậy các bác về ghép cũng khá là dễ. Đây cũng có một số dề này. Một số dề ngọc thạch ba màu. Nói chung là hàng rất là căng mọng luôn. Nhìn rất là thích, hàng mới về các bác nhé. 150.000 một cân này. Còn đây là hoàng thảo môi tua. 130.000 một cân. 130.000 một cân hoàng thảo môi tua. Đấy, còn một ít đùi gà tròn này. Hàng vẫn rất là đẹp, 200.000 một cân. Đấy, những cái thân này bị gãy thì chắc là em không gửi cho các bác và đem để chơi hoa. Kể cả những cái thân gãy nhá, các bác cũng không nên cắt đi vì nó vẫn những cái mắt này vẫn cho hoa như bình thường. Cái này chắc để em treo thôi. 200.000 một cân này, hoàng thảo đùi gà tròn. Hôm nay em còn ít kiều vàng này, em bán xả luôn này. Xả luôn, hàng rất là đẹp. Tuy nhiên là cái cây rừng cái lô này thì cái cây bị sâu ăn khá là nhiều nên là nhìn cái lá nó hơi tướp một chút, nhưng mà thân thì rất là khỏe khoắn và ok như các bác nhé. Em bán là 120.000 một cân. Bán xả luôn 120.000 một cân kiều vàng này. Cho các bác về làm giống này. Đấy. Thân rất là xanh và đẹp, nhưng mỗi tội là bị lá sâu ăn. Còn một ít hài đuôi công 300.000 một cân. Hài này được các bác rất là ủng hộ vì cái mặt hoa của nó rất là đẹp này. Đẹp xuất sắc. 300.000 một cân này. Vậy rồng 130.000 một cân này. Đây là hoàng thảo vôi ạ, 250.000 một cân nhé. Hoàng thảo vôi. Vôi rừng đấy ạ. Rất là đẹp. Đây. 250.000 một cân này. Còn hai khóm hoàng thảo xoắn này. Đấy. Một khóm, đây là hai khóm này. 280.000 một cân. Cân lên hình như được 8 lạng sao ấy. Được 8 lạng.
8 lạng hoàng thảo sắn nhé, 280.000 một cân này. Còn một ít chuỗi ngọc hàng cân 200.000 một cân này. Có cả một dè. Và một dè này đang sưng nụ rồi. 200.000 một cân. Còn đây là Trần Tuấn ạ. 140.000 đồng một lạng. Đấy, Trần Tuấn là dòng hoàng thảo rất là quý và hiếm này. Mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. 140.000 một lạng nhá. Đấy, các bác có thể sưu tầm một vài lạng, từng tép như vậy. Hàng thì đang sưng nụ nhá các bác nhá, đang sưng nụ. 140.000 đồng một lạng hoàng thảo Trần Tuấn. Còn tiếp theo đây là hạc quỷ Bắc ạ, 250.000 một cân này. Đấy, hàng đã xuống lá rồi. Thân hôm nay thì nó vừa vừa như vậy thôi. Các bác về làm giống thì rất là được lợi cân này, 250.000 một cân. Đây em còn một ít kiều vuông. Nói chung là hạt xả luôn cái hàng kiều vuông này nhá. Nói chung là thân thì rất đẹp nhưng mà cũng hơi ít lá một chút này. 180.000 đồng một cân này. Đấy, 180.000 một cân. Hàng ít lá nhá. Còn tiếp theo đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt nô hôm nay em bán xả luôn, 120.000 một cân. Xả luôn chỗ đùi gà dẹt đấy nhá, để mai em nhập lô mới này. Và mặt hàng cuối cùng của em đó chính là hoàng thảo Điện Biên Đông. Em có những dề từ 150.000 đến 350.000. Đây, em xin quay qua những từng dề cho các bác xem nhé. Đây là hình số 1 này, 150.000 này. Đấy. Các bác về những cái này đã từng khóm từng dề rồi, các bác trồng rất là dễ dàng. Và ghép lên thì rất là xinh này. Dề thứ 2, 300.000. Dề này khá là to này. Hình số 3, 250.000. 250.000. Hình số 4, 300.000. Hình số 5, 350.000. Hình này rất là đẹp này. Hình số 6, 220.000. 220.000. Hình số 7, 300.000 này. Thực ra các hình này nó như nhau thôi. Chẳng qua là cái kích thước nó sẽ to nhỏ khác nhau thì cái giá tiền nó sẽ chênh nhau một chút. Hình này hình số bao nhiêu? Đây là hình số 8 ạ, 200.000 này. Hình số 9, 200.000. Đấy, nói chung là số lượng còn rất là ít thôi. Cho các bác về sưu tầm nhá. Hàng này rất là được các bác ưa chuộng vì trăm là thân tơ mà cái loại này từng dè các bác rất là dễ ghép. Hình số 11 là 250.000 này. Hình số 12, 350.000. Dè này to này. Hình số 13 là 200.000 này. Hình số 14, dè này là 400.000. Dè này đâu? Dè này 400.000 này. Dè này to. Và hình cuối cùng là hình số 15, 350.000. Ngoài ra thì cơ sở em còn cung cấp thêm tất cả những chế phẩm thuốc dành cho lan như là Hùng Nguyễn B1, kích rễ N3M này, rồi Bencola này, kích dí xanh, dí đỏ, keo liền sẹo, kích hoa thái. Tất cả những mặt hàng này nhà em đều cung cấp nhé. Khi các bác mà đặt hàng có thể đặt kèm theo các loại thuốc dành cho lan và cả phân dê, rêu rừng, túi lưới và tất cả những loại dớn này. Loại dớn thì chắc là các bác nào ở gần thì lấy thì nó sẽ đỡ tiền cước hơn, chứ còn gửi đi xa thì nhiều khi cũng rất là ngại. Có cả gáo dừa nữa. Ủa, gáo dừa tận trong đây. Đấy, đây là cái loại có hoa văn này. Cái loại không hoa văn trơn như kia thì chỉ có 15.000 một chậu. Mà trồng gáo dừa được cái nó khá là bền. Nó bền lắm. Mà nó nhẹ xít đi xa thì rất là ok nhá các bác nhá. Thì sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác trong phiên sáng ngày 15 tháng 1 năm 2018. Chúc các bác có một ngày mới thật vui vẻ và đặt ý nghĩa. Em xin chào tất cả các bác.